Đấy, Duy An xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên em về được một số cái mặt hàng em lên cho mọi người, một số cái mặt hàng mới, và em sẽ bán kèm cả những cái hàng nào mà em còn số lượng nhiều anh nhé. Thì các anh em từ nay em sẽ chăm lên video nhé. Hôm nay bên em nghỉ lễ xong rồi, từ nay em sẽ lên những cái mã như này các anh này. Đầu video thì cứ từ mã 1 tới hết, các anh xem mã bao nhiêu và nhắn là các anh xem video ngày nào. Em sẽ để ngày đấy. Hôm nay nó có mấy các bạt đây, các bạt Nhật với mấy cái luôn bạt đấy các anh nhé. Đấy, hôm nay em về cái bộ ruột gà đấy này, ống trao đổi nhiệt này, inox 100%, nó khá to đấy các anh. Đường kính cái này nó cũng to đấy này, đường kính của nó phải tầm 15 đến 17 cm. Ống này là ống 16, ống 16 to bằng ngón tay trỏ này này. Đó, nó quay tròn đấy. Nó có một cái quạt lông đây nhá, quạt lông Mỹ đấy. À, mấy con cốc bạc đây, cốc bạc của Nhật Bản, Kasuga Tokyo Japan, toàn bộ là vỏ bằng nhôm, nhôm nguyên khối, nhôm toàn bộ luôn. Em về mấy cái rắc một cái để nhúng cái này. Đây thì dây này, dây 2.5 này này. Đấy, dây nó là dây AVKG, dây này là dây 2.5. đấy, các anh tải nguồn là thoải mái rồi. Đấy, cái này rất được cái của Mỹ, nó màu xanh giống của giống cái hôm trước của Hàn đấy, nhưng mà cái này của Mỹ thôi nhé, không phải của Hàn. Đấy, rồi nó có cái cả cái cong này nữa này. Đấy, rồi dây điện, có một dây điện nó, và một số cái quạt nữa. Đấy, bắt đầu em sẽ lên cho các anh từng mã một tên nhé. Đây, video thì em xin chào mừng tất cả mọi người đã tới trở lại xem kênh Bán Hàng Thăng Bình. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người mã sản phẩm đầu tiên, mã một đi. Mã một cái này em về thêm được 3-4 cái đây này. Đó, nó là một cái hộp, cái bóc điện, đây là của Mỹ. Đó, cái này cái bộ tai của nó rất xịn sò các anh, cái bộ tai của nó. Đó, các anh thấy hai cái này khác loại. Kệ đây, không sao đâu, chung cóc đạp hết kệ. Đấy, các anh mở đây em. Đây nó có bóc kín nước này. Cái này nó khoảng rơi vào 15 gì đấy. Cái này của Mỹ đây, dày lắm. Cái này trước đây em bán một cái nhiều rồi này. Các anh đặt nhiều. Cút nối này nó bằng đồng này. Các anh thấy cút nối nó bằng đồng không? Cút nối bằng đồng. Đó, bên trong nó có bo mạch gì em không biết. Em chủ em bán nó cái hộp thôi. Ở dưới đây thì nó có một cái kính, như kiểu kính thăm phía trong xem nó có bị gì không. Đó, nước ngoài người ta làm xịn sò lắm đây, bài bản. Đó, mưa ở đây thì kín nước hoàn toàn. Cái này các anh lắp ngoài trời là đúng bài này. Anh nào mà lắp ngoài trời cái này thì hợp lý. Đấy, đấy, mã một ở đây nhé. Mã một này là 170.000. Sáng đẹp chứ này. Tiếp theo em lên cho mọi người cái mã số 2 thôi nhé. Mã 2 này là 450.000. Đây là một cái ống ruột gà trao đổi nhiệt. Các anh có thể chế và về chế vào hồ cá, về vào cái gì đấy thì hết bài này. Làm ấm hồ cá, điều hòa nước hay cái gì đấy. Cái này là tháo máy của Nhật các anh nhé. Cái này em bán thật có rẻ, nó nặng 4kg mấy, gần 5kg inox. Các anh tính đi, inox bây giờ 5kg đã bao tiền. Đấy, đây em bán cho các anh chỉ có 450.000 một bộ này thôi. Mã số 2 450.000. Đây nó là ống 16, nó to như ngón tay trỏ mình đấy nhá. Đấy, đường kính của nó là đi cái này khoảng 15 đến 17 cm các anh nhé, 15 đến 17 cm. Đấy, thì các anh tính đi, mà nó vòng như này, 2 vòng này, 4 vòng này, 6 8 10 12 14 16 18, 20 vòng. Đấy, đầu ra này là đầu 27 này, có cả ren trong 21. Đấy, canh muốn kết nối kiểu gì canh kết nối. Đấy, em bán mã này là mã số 2, 450.000, canh không phí vận chuyển đây nhé. Các mã bên em lên là không bao gồm phí vận chuyển. Đấy, xong mã số 2.
Xong mã số 3. Em lên cho anh cái cốc đạp coi nhé. Cốc đạp này thì nó lộn xộn hết, nói chung là toàn bộ cái thảo mai của Nhật hết. Đấy, phút switch này Nhật này. Cái này là nguyên nguyên khối luôn đấy. Nguyên 100%. Đấy. Đấy, các anh nhìn cái đồ của Nhật thì nó mang cái hơi hướng là bền bỉ với lại thời gian đấy. Kosukai gì, Kasuga gì đấy. Nguyên 100% đấy. Các anh mua các đạp này dùng không biết bao giờ em hư. Đấy. Đấy. Đấy, các anh lên cho em mã số 3. Mã số 3 các đạp là 190k. Mã số 3 các anh nhé. Mã số 3 này vòng tròn rộng rồi. Cái vòng tròn này là biết mã. Vòng tròn mã số 3 các anh nhé. Các đạp mã số 3. Đấy. Tiếp theo em giới thiệu đến mọi người một sản phẩm này khá là đặc biệt đấy. Đó là một con quạt ion. Quạt này, quạt ion này là đến từ Mỹ luôn các anh. Còn như mới rồi đấy. Đấy, hàng bãi thì chắc chắn là nó không thể đẹp nguyên vẹn, nhưng mà xét về độ mới thì nó còn khá mới thôi. Em chỉ lau là nó mới thôi. Cái này phục vụ cho anh em điện tử nào là cực kỳ cần thiết này. Đã có kích thước ba thử 2 4 6 8. Con này nó rơi vào tầm 95 đến 11 lót đấy cậy. Hôm trước em có quay video con này rồi. Đấy, em quay video cho các anh xem rồi. Đấy, con này thì đời cũng khá cao, đời 220 luôn này. Đấy, nó là quạt ion đây nhé. Ba lồng. Thì quạt ion là quạt gì thì các anh tìm hiểu thử nhé. Nó làm sạch không khí đến mức gần như tối đa đấy. Ở đây có cái chổi quay này. Anh có thấy cái đầu chổi này nó gắn cái lông để nó vệ sinh mấy cái kim này này. Mấy cái kim ion này này. Đấy, nó sẽ vệ sinh. Anh dùng lâu thì anh xoay là nó sẽ làm sạch cái kim ion đấy nhá. Đấy. Con này thì thật ra là nó mạnh hơn các cái con của Nhật trước đây em bán nhiều đấy nhá. Bởi vì giá của nó sẽ đắt hơn. Con này giá mới của nó hiện tại đang 24.5 triệu một con quạt như thế này. Đấy. Còn cái con quạt ion hôm trước em bán 390.000 của Nhật ấy, thì giá mới của nó chỉ có khoảng 3-4 triệu đồng thôi. Đó, còn con này của nó giá mới nó khoảng 25 triệu đồng. Nó chuyên cung cấp cho các cái phòng thí nghiệm, rồi là những cái phòng nào mà cần tiêu chuẩn cao đó. Thì dòng khí, cái quạt bình thường của anh bây giờ mà thổi thì nó không sạch, nhưng mà thằng này nó có các ion rồi. Khi gió thổi qua đây ấy, thì ion này là ion âm. Các hạt bụi của mình nó ion dương hoặc gì đấy thì nó sẽ bị hút lại đây. Con này nó đắt tiền là ở cái nó vừa âm vừa dương đấy này. Đây này, các anh nhìn thấy không? Có như là bụi ấy. Các anh thấy có những cái quạt là quạt ion âm thì các hạt bụi của mình là ion dương thì nó sẽ bị rút hút lại. Còn thằng này là nó vừa âm vừa dương luôn, có nghĩa là bụi nào nó cũng hút nó giữ lại được. Cái bụi mà ion âm thì bị dương nó hút lại, mà cái nào mà ion dương thì bị mấy cái kim âm này nó hút lại. Nhưng thằng này nó đắt hơn là bởi vì nó có chế độ như vậy đấy này. Đấy, con này hôm trước em tháo ra em quay video cho các anh ở trong của nó bằng Mỹ. À, ở trong toàn bộ made in USA hết. Con này giá thị trường mua mới của nó gần 30 triệu đấy này. Đây, thông số của nó đây các anh có thể check thử. Đấy, hơi bị ngược. Bây giờ em sẽ đặt em chạy ra đây. Con này nó mạnh là bây giờ. Các anh nhìn nhá. Cây bút thủy điện này của em này, khi bình thường nó chưa đỏ đúng không? Đấy, nó chẳng có màu đỏ, màu nước đây em tới lại về để các anh xem nhìn nó rõ. Đấy, nhưng mà khi bật lên chạy ấy, em cho cái bút vào đây ấy, thì cái không gian này nó bị nhiễm điện, nó sẽ đỏ bút lên luôn. Mà nó mạnh lắm. Đấy, bây giờ em chạy thử cho các anh xem nhé. Nè, bây giờ các anh nhìn này, bút thủy điện của em nó đang chẳng có màu gì hết này. À đây là nó có luôn đây này. Nhưng là chưa ấy mà đã có, chưa chạy đã có rồi. Nên đây em để trong không khí nhá. Em chưa chạm vào bất kể cái gì, cái này bằng nhựa này. Em để lên thẳng lên luôn này. Cái này bằng nhựa này. Các anh có thấy nó đỏ đỏ không? Đấy, em chưa bật nữa đây. Em chỉ cắm điện vào đây.
Đấy, các anh có thấy cái nút thử điện chốt chốt đỏ đỏ đây em để trên không trung rồi. Đấy, các anh thấy chưa? Rồi, giờ mặt lên thử đây. Chưa có điện hả? Đó, xem nào. Xuất ra anh xem thử. Cái này chưa sáng đèn mà. Có sáng rồi mà. Sao vậy? Vậy là nó bị ấy ở đâu rồi? 230 bậc 220 được rồi. Đây đây nhá, vừa rồi các bạn cắm điện bị lỏng. Đấy, đây này. Đấy, nhìn nó báo yên này. Đỏ này, đèn nó quay này. Đấy. Bây giờ nhá, các anh nhìn mấy cái yên này nó bị nhiễm điện. Có nghĩa là không khí nó bị nhiễm điện. Đấy, các anh nhìn này. Các anh có thấy cái bút của em nó đỏ đỏ. Có nghĩa là cái môi trường này nó bị nhiễm điện. Các hạt bụi khi đi qua đây, hút khí hút qua đây thổi ra bên này đấy, nó sẽ sạch. Đấy, tay lên cho em mã này là mã số 4 này, 2,2 triệu quạt 3 lồng. Đấy, 3 lồng. Ở đây nó có tai bắt đây này, nó có cái tai để bắt, nó có cái tai này này. Các anh bắt lên treo ngay cái chỗ bàn làm việc của các anh. Cái này thợ điện tử là thích hợp lắm. Vỏ thì bằng nhôm nguyên khối này, toàn bộ bằng nhôm. Đấy, cái nhôm của Mỹ, cái nước sơn của Mỹ nó mạ tính điện cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, cái này là hàng trong phòng thí nghiệm ra đấy. Cái này là hàng trong phòng thí nghiệm ra, phòng thí nghiệm của Singapore. Em về nguyên là những cái tủ sấy, tủ bảo quản thuốc đó. Các anh lên cho em mã số 4 nha, quạt yên Simco. Các anh có thể sạch mã của nó đấy, anh kiểm tra trên trên mạng nữa đi. Đó rồi, đây các anh kiểm tra cái mã của nó là mã này nhé. Đấy rồi, rút ra coi. Tiếp theo em giới thiệu đến mọi người một cái máy mài các anh nhé. Con này hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Đấy, chạy điện 100V các anh ạ. Về ngoại hình thì nó nói chung là hàng bãi, như vậy em thấy đánh giá nó còn khá mới đấy. Nó chỉ bị chảy mấy cái vết này thôi. Chảy vậy thôi. Đấy, con này là mã 13, máy mài em bán 800k các anh nhé. Đấy, nó to thì nó khoảng 25cm gì đấy. Củ nó to như vậy. Đấy, cái máy mài, nói chung cái máy mài này thì anh nào biết rồi. Giá chỉ có 800 ngàn thôi. Rất thích hợp cái các anh mua về để nhà chứa đựng đẹp. Anh nào mà có điều kiện thì mua chứa đựng đẹp. Còn anh em là về phục vụ công việc thì phục vụ công việc. Đấy, con này thì nó chỉ có một đá thôi. Bên này thì chưa có đá. Các anh nào mà đánh bóng đánh đứt gì đấy, các anh mà cần lấy thì gắn thêm một cái viên đá hoặc gắn thêm một cái mài cước vào đây. Đấy, có sẵn cứ kết đầy đủ, nói chung là con này là đầy đủ hợp lý đẹp. Đấy, công tắc của nó này, các anh nhìn công tắc của nó này, Zimpo các anh nhìn thấy đúng chất Nhật. Đấy, ở dưới đây thì nó có tụ này, nó có người, nó có công tắc này, chân đế đúc này. Đấy, con này còn khá mới đấy các anh. Đấy, bán cho các anh về các anh dùng thực sự luôn. Đấy, mã 13. Con này các anh ai mà lấy thì nhắn em nhé. Con này cây nhanh tay đó, đó con này nhìn này, nó chạy chỉ có 1A thôi, điện 100V 85W là cả, nó có cả kích thước nữa đây này, 125 x 13 x 12,7. đấy, 2000 vòng trên phút đấy. Còn khi có tải thì không biết bao nhiêu, khi có tải thì nó sẽ bị giảm đi một chút. Đấy, con này 800k, em bật lên chạy thử cho các anh xem nhé. Đấy, anh thấy mô tô từ chạy cực kỳ êm. Đây là ví dụ này. Em mài thử đứt đứt rồi đi. Mài vậy, đấy. Nó đang chạy đây, êm lắm. Tất cả các máy mài này thì mô tô từ quay trên điện thoại này nó chạy chậm chậm lên cả các anh nhé. Ngoài thì nó chạy tít từ vừa luôn đấy. Đấy, ta
lắp đi thì công tác ở đây đó. Con này thì khá là ưng, nhưng từ từ cái máy mài nhặt rồi thì ai dùng thì biết rồi, nó mềm lắm. Con này có khi canh để canh mài chỉ mòn đá thôi, nhưng có khi cái tới khi lìa đời các bác nó cũng chưa hư. Nhưng mà con này chạy điện 100V thôi nhá, có 85W à, 85W đấy. Thì mai em nếu 85W thì các anh chỉ cần mua mấy cái biến áp nhỏ nhỏ là các anh chạy được, nó có 85W thôi mà, biến áp nhỏ rất là nhiều, các anh mua vài chục hoặc trăm ngàn hơn trăm ngàn là có cái biến áp này nọ đấy. Các anh lên cho em mã 13 đây nhé, em xin chuyển qua sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo em lên cho các anh cái rắc lịch cái thôi nhé, rắc lịch cái đấy. Thì ở đây là các anh về buộc căn phải hàn, cái này người ta cắt cũng hơi dở, cắt hơi ngắn đấy, rắc được cái. Con này thì đường kính của nó rơi vào khoảng 27 thôi các anh nhé, 27 đường kính rộng này của nó khoảng 27. Thì rắc này là rắc tháo máy Mỹ các anh này, thì các anh nhìn nó xịn hơn cái rắc hàn hôm trước đấy. Rắc hàn hôm trước thì nó chạy trên dây to hơn một chút, con này thì chạy chỉ dây 2.5 thôi, nhưng mà cũng quá đủ rồi. Các anh chạy dây nguồn dây 2.5 là thoải mái này. Đấy, về các anh phải hàn là anh nào độ chế hay cái gì đấy, toàn bộ chân của nó thì nó mạ bạc hết rồi, dòng các dòng kết nối chuẩn chân này mạ bạc hết. Đấy, em sẽ lên đây hai mã này, nó có hai loại là một thẳng và một cong, một loại thẳng một loại cong nữa. Đấy, loại thẳng này là mã số 5 này, loại cong này là mã số 6 này. Đấy, mã 5, mã 6 130.000 một bộ đây nhé, 130.000 một bộ. Này thì tháo máy Mỹ. Đấy, em về cũng được khoảng 10 mấy bộ thôi. Đấy, em lên cho các anh đây nữa này. À, nó có loại cong to, cong nhỏ nữa các anh ạ. Cong nhỏ này thì dây 1.5 này. Đó, nói chung là cong hết rồi, em bán xa cả hết. 130.000 một bộ, cây nào lấy mã 5, mã 6 gì thì nhắn em nhé. Đấy, mã 5, mã 6 đồng giá là 130.000. Đấy, cây nào mà lấy thì nhắn em. Đặt tháo thử, rút thử một cái này ra cho cây xem. À, con này nó xịn đấy, nó không cần rút cây ạ. Con này cây vặn vào và khớp tự ra, nó kéo vào cây xoáy đẩy thì tự nó đẩy ra. Để nữ khác xịn, chân nó mạ bạc hết các. Đấy, con này thì V2.5 thoải mái. Đó, đấy, em xin chuyển qua sản phẩm tiếp theo các. Tiếp theo em chạy thử cho anh kia. Cái quạt này anh này, quạt này em còn vài cái này em bán cho anh dùng. Đấy, quạt này thì nó như thế này đây nhé, nó kèm một cái đầu này, nó là một cái đầu bơm hơi, bơm hơi, nó bơm hơi, nhưng mà cái này chế bơm nước, bơm hồ cá được cái này. Con này thì lại chạy điện 100V, cái kiếm cái biến áp này nhỏ nhỏ chạy 100V ngon. Đang thấy nó có cái bít tông, bít tông của nó đây cái này, bít tông, bít tông màng cao su thì nó bền lắm. Cái chế bơm nước hay chế cái gì mà nó chạy êm ru à? Đó, con này là mã 17 à? Con này mã 17 đây nhé. Trước giờ em vẫn bán con này là 115.000 này, chạy điện 100V. Đó, con này bên đầu hút, bên đầu đẩy. Cái chế vào bơm hồ cá hay là bơm cái gì đấy nhỏ nhỏ, bơm nước gì đấy. Đó, em bật lên chạy thử cho các anh xem. Muốn kê cái gì luôn, con này nó chạy êm lắm, chạy điện 100V nó mềm, cái chạy khoai nó chỉ hơi bấm rồi, không nóng rồi, không nóng đâu. Đấy, nhìn dây đồng mình nó chế này, đấy anh cho hoặc cây kiếm hộp gì anh cho vào, đấy hút đây, đầu hút đầu đẩy, đây này đẩy này, đây này hút rồi, à nó đẩy cũng khá mạnh đấy các em. Cái này chế bơm nước ngon này,
Buổi mai em chế bơm nước thử xem. Buổi mai em chế bơm nước thử bằng cái này. Cái này mã 17 đây nhé. 115 ngàn, mã 17. Đấy, canh lên cho em mã 17, ghi 115 luôn nữa nha. Cho nó đầy đủ luôn. Rồi, mã 17 canh nhé. Đấy, mã 17, 115 ngàn, canh lên cho em mã 17, 115 ngàn. Đấy, motor kèm bơm. Rồi, xong. Em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo là em lên mấy con cái gì ESG hay là công suất gì đây các anh này. Con này transformer, transistor gì đấy, made in Japan này các anh này. Mỗi cái em có khoảng chục con. Đấy em có đăng Zalo Facebook này. Má 11. Con này má 12. Đấy các anh nhé. Con vuông là má 12. Con này là ESG đấy các anh ạ. ESG thì ESG là như thế nào? Con này thì em biết này, còn cái con này thì em cũng để đọc xem này, chưa tìm hiểu. À, trên K1, K2 và K3 nó y chang như con này mà, nó gần gần giống con này. Có nghĩa là bây giờ như thế này. À, ví dụ các anh có một cái bóng đèn ở đây, các anh cắm điện luôn. Ví dụ có một cái bóng bạc, mở tủ lấy một cái bóng đèn xuống đây cho. Mở tủ lấy một cái bóng đèn xuống đây cho. Cái tủ ở ngăn kéo có cái chua bóng đèn đấy. Đấy thì bây giờ như này các anh nhé. Con này SSR là nó, khi các anh cấp nguồn vào đây ấy, thì bên này nó mở. Đấy là tải của nó là 20A này, 250V. Thì có nghĩa là ví dụ ở đây có một cái bóng đèn, các anh đấy nối tiếp vào đây, anh cắm điện 220 luôn nhưng mà nó chưa sáng. Đấy, chỉ chừng nào các anh kích vào đây thì nó bắt đầu nó sáng. Các anh có hiểu ý em không? Có nghĩa là ví dụ bây giờ ở đây đi, anh đấy một cái, ví dụ cái này là cái bóng đèn đi, ví dụ cái này là cái bóng đèn nhá. Một đầu các anh đấy vào đây, đấy vào điện 220 này, một đầu này nó như cái công tắc này đây cây. Thật ra nó là cái công tắc. Đấy. Bây giờ để em test cho các anh cái này luôn. Để em test cho anh cái này luôn. Đây cây. Đánh giá em bán hai mẫu này. Nó 10, cái này bỏ. Nó 11 và nó 12. Em bán đánh giá là bao nhiêu sáng chưa bao nhiêu nhiêu nhỉ? 90 ngàn à. 90 ngàn hay 100 ngàn đó. Có quần 12 vô này sao bán? 90k đây nhá. Em giờ đấy, ví dụ các anh có một cái công tắc đây, nó như một cái công tắc này đây, con này nó kích cho mặt tham mơ mặt gì ấy. Đấy, ví dụ các anh có một cái bóng đèn đây, anh đấy cái này là nguồn vào này, một dây anh đấy là dây mát đấy, cầu như cái công tắc này đấy. Khi các anh cắm điện, các anh bật điện ở đây, cái điện 220 này nó chưa sáng. Khi các anh dùng điện DC, các anh kích vào đây này thì nó mới đóng tiếp điện từ đây sang đây. Các anh gấp bao nhiêu lần thì nó sáng bấy nhiêu lần. Nói chung là đại biểu nó SSR là như vậy đấy, nó như một cái công tắc vậy đấy, nhưng mà nó có mang hơi hướng điện tử hơn. Đó, con này thì mã của nó đây, 25A. Con này có khi chế máy hàn xe đi được. Con này hình như phải hai con, hình như phải chế hai con. Đấy, em bán đánh giá 90 ngàn một con đây nhé. 90 ngàn một con, các anh lên cho em mã 11 và mã 12. 90k. Đó, dưới dây này. Mã 11 và mã 12, 90k. Đấy, tiếp theo em lên với các anh mã 15 đây này. Đấy, cái này là em xin thông báo với các anh như vậy. Con này mã 15, đẹp không tì vết các anh nhé. Nói chung là vuông, nó sáng rồi. Cái này là tháo máy của Mỹ đây nhé. Tháo máy của Mỹ thì cái chân đấy nó bằng như là cây mà để đây thì nó xéo như vậy. Đấy, các anh thấy hình em sau của em đang quay này, nó mới ghép như này này. Đấy, cái này các anh phù hợp để bàn trang điểm này, để bàn gì đấy, bàn làm việc hay làm gì đấy. Đấy,
hoặc là các anh chế vào bên dưới không thích thì các anh tháo cái này ra, các anh để làm cái giá xem điện thoại, toàn bộ cái này nó bằng nhôm đấy, hàng tháo máy của Mỹ các anh nhé. Và em nói thật với các anh là cái kính này cực kỳ đặc biệt, kính này ở Việt Nam mình không sản xuất được đâu đấy, cái này dày 5 ly này. Đấy, kích thước của nó thì nó nhỏ thôi, nói chung là để bàn thôi đấy, các anh phản chiếu cái gì đấy. Cái này ấy là nó ở trong cái máy cực kỳ đắt tiền của Mỹ đấy, nó gồm nhiều thấu kính hay là hội tụ các kiểu đấy, nhìn nó sáng bóng lắm, không bao giờ bị ố, không bao giờ bị xíu màu à, đảm bảo với các anh luôn. Con này thì không những nạ bạc mà nó phải nạ cái gì đấy, nó trắng bạc, gọi là trắng bạc đấy này. Nhưng mà nó dày, nó không phải là như mấy cái kính thông dụng bán ở ấy đâu. Má 10 năm, lấy má đi cho anh. Má 10 năm, đi 100 ngàn một cái này. Đấy đây nhá, Vương, anh mua cho chị em về trang điểm đi. Các anh bỏ ra 100 ngàn mua cho vợ để bàn trang điểm. Các chị chắc chắn là sẽ cảm kích các anh vô cùng luôn. Ừ, nhỏ. Nè, tặng cho Yến cái này, hàng xịn đấy. Đấy, 100 ngàn các anh nhé. Đấy, lên xem mã 15, 100 ngàn, đưa cho anh cái mới đi. Cái nào mà không dám tem, không dám mã, đấy các anh nhé, đây. Các anh thấy nó sáng không? Cái này em lau lên tay lên mồ hôi này. Còn bình thường các anh nhìn lên nó sáng mà, nó thật là nó sáng trong lắm này, nó không như cái kính bình thường đâu. Đấy, mã 15, 100 ngàn một chiếc. Nhỏ này để bàn trang điểm hết bài thôi. Đấy, đây lên cho em mã 15. Đấy. Đấy, xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo là cái kho này biết đây, kho nhiệt. Cái này có cái cây đo nhiệt độ đây. Cây đo nhiệt độ như ở trên đấy. Có cây đo nhiệt độ đấy. Cái này em đánh rơi vào đó vào đây. Xong cắm chạy con quả kho này. Đấy, đánh vào đây chứ. Đầu đây là rắc nguồn. Đấy, lấy cái đấy ở đây, cắm đấy xong lấy cái đấy ở đây. Phích đấy là phích nguồn đó. Con này thì chạy điện 100V đi nhá. Nó sẽ có hai chế độ. Chế độ thường nó sẽ 600W, 300 độ C này. Chế độ cao là 1200W. Đấy, thì bây giờ em sẽ, con này nó lên nhiệt nhanh kinh khủng khiếp luôn đây. À, em sẽ quay để tăng xem nhé. Đấy, con này của Nhật. Con này nó chỉ có hai chế độ thôi các bạn. Mức 1 và mức 2. Mức 1 là chạy ở 300 độ C và mức 2 là 600 độ C. Đây các nhìn nhiệt độ phòng đang là 28,7 độ nhé. Hơi nóng này là nóng cực kỳ khủng khiếp các nhá. Ví dụ bên trong là ti sú. Ti cách nhiệt là ti sú. Đấy, nó nóng lắm, canh ấy ra cái đầu này canh phải cực kỳ cẩn thận nhé. Em bật lên cho đây, em chỉ bật đúng 10 giây thôi, 5 giây thôi. Em nếm đúng 1-5 em nhả ra canh, nhìn nhiệt độ của nó lên kinh khủng lắm. Đấy, 1200W, 3, 2 chế độ, đấy. Cái này dám bán mã cho em. Mã 16. Mã 16 à, con này là 250k một con. Anh nào nhà có điện 100V mà tiện thì mua luôn đi. Nhiều lúc con khò cái gì đấy, con này chạy điện 100V. Đấy, 250 ngàn. Đấy, em bật về điện 100V, em thử cho các anh nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 8 đi. Đấy, các anh thấy không, em vừa bật có 5 giây em tắt đi đấy. Em thấy đồng hồ lên 100 mấy chục độ kìa. Nên 104 độ sẽ bắt đầu giảm xuống đấy. Em vừa mới bật xong đấy này. Các anh thấy lúc đầu nó ở nhiệt độ phòng 28 độ C không? Đấy, con này 250 ngàn. Con này em về được có 7 cái thôi đây này. 250 ngàn. Đấy, nó đang giảm dần xuống này. Em vừa mới bật có 5, có mấy phút nữa đây. Đây, em nhìn nó xuống 7 độ này. Giờ em bật mức 2, em 4-5 giây xem nó lên bao nhiêu nhá. 1, 2, 3,
4 5 em tắt đi. Đấy. Đấy, em bật bước 2 nó mạnh hơn được anh thế. Bây giờ nó vẫn đang tăng nhiệt độ lên này. Đấy. Nói chung là con này, con khỏ này ok lắm. Đấy, đây nhìn nó chữ nhật đấy, nhưng mà nước nội này nó nhật nội dùng điện 100V. Thành ra là nhà bác nào ấy mà dùng điện 100V thì các bác lấy luôn con này 250.000 này. Để ở nhà nhiều lúc khò than nè, các bác nhóm than nướng đồ hay gì đấy là còn 150 độ đây. Đó, nó giảm xuống còn 104 độ. Đấy, đây lên xe má 16 250.000. Chúc cho em lên, chúc anh lão Vinh mua được anh nhé. Các anh đưa qua vào máy móc của các anh hay các anh nói chung là vào máy móc gì đấy các anh. Dây thì dây này hôm trước em có giới thiệu với các anh rồi. Đấy, nó là dây cực kỳ xịn sò. Nó là dây Hàn Quốc nhưng mà tháo tất cả các máy này rồi đều từ máy Nhật hết các anh. Đấy, kèm cả cái rác này của nó nữa này. Má 9 này, con này dài 3.4 mét. Má 9 này nhé, 4 sợi. Con này là dây 6.0, dây AVKG này hình như dây 10 luôn ý. Thôi cứ tính dây 6 đi, dây 6 đi. Đấy, dây mềm má 9, con này 3.4 mét, kèm cả đầu đực cái này. Con này em bán là 500.000 bộ này. Má 9 này 500k các anh nhé. Má 9 này 500.000 cho em được biết không, ghi con này mã này 500.000 vào đây cho. Đây đây đây, ghi luôn 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 lên đây. Má 9 500.000 đó, 500k. Con này là má số 9 thôi nhá, má số 9 500.000, 3.4 mét. Đấy, gồm cả đầu đực cái luôn. Các anh về các anh chỉ việc đấu rồi thôi. Cái này có thể nó là lúc các anh về các anh sửa lại hoặc các anh làm lại nhé. Dây 4 sợi 6.0. Đấy, về các anh không thích dùng sợi hoặc các anh dùng điện một pha thì các anh cắt đi, hoặc các anh khỏi đấu cũng được. Bởi vì các anh đấu dây nào thì chân nó mới ra dây đấy. Bên này nó có sẵn 3 dây rồi đấy. Các anh lên xem mã số 9 500.000, 3.4 mét. Tiếp theo quận này là má số 8 đây này. Quận này 6.7 mét. Má số 8 này, dán tiếp trong này luôn. Đấy, quận này má số 8 6.7 mét. Con này là đi gồm cả đầu đực cái luôn. À, con này không có đầu đực cái à. Con này là đi sáu trăm k đi, à 550k đi, 550.000 một sợi này. Đấy, đều giống nhau anh nhé, hết cây nhé. 4 sợi 6.0, dây AVKG, dây Nikon, đấy, đồng mạ Nikon, dây mềm. Đấy, má số 8 này 550.000 này, 6.7 mét. Đấy, tiếp cho em lên cho các anh má này là má số mấy đây. Má số 7. Má số 7. Con này dài 7 mét. Má số 7 kèm đầu đực cái to rồi luôn. Đấy, các anh về đưa vai nguồn cho thiết bị gì đấy thì đấu này là thiết bị cái là xong. Khoan mỗi cái lỗ tròn mà này nó mua cái phi ở ngoài nó khoét được là nhiều lắm. Bắt vào là xong. Đấy, 4 sợi 6.0. Các anh nhìn, quan trọng các anh dùng một pha hay ba pha. Quan trọng là thật ra cái này là hàng tốt rồi, các anh có tiền hay không. Các anh có tiền các anh cứ mua. Các anh không dùng một dây thì các anh bỏ đi, các anh đừng đấu điện, các anh cắt đi là xong. Đó, màu dây thì nó có sẵn, đầu này đỏ thì đầu ngoài này đỏ. Các anh không dùng thì các anh cắt đi.
Đấy, không dò dỉ điện, không cái gì cả. 4.6.0 mã 7 này, dài 7 mét, à, cộng thêm cục này là 7, dây quận này là 740.000, ghi vào đây cho anh nhé, 740.000. Đấy, 740.000. Rồi tăng lên cho anh mã số 7 nhé, mã số 7, 740.000. Những con này thì kèm cả cái đầu dây này luôn, 7 mét. Đó, tiếp theo đưa cho anh con này 3 mét. Đó, con này 3 mét, mã 14. Cái này là em ghi cho anh, ba trăm năm mươi ngàn. Đấy, thì quận này em nói cho các anh như này. Đấy, các anh có thấy chữ lắp camera không? Lắp camera. Đấy, rồi các anh có thấy tem này, xi men đây này. Đấy, con này của nó là đi 5 sợi này, thật ra nó là sợi 2.0, nhưng mà dây AVKG này thì tải của nó phải lên 2.5, rồi nó chung quanh tải dây nguồn thì thoải mái. Đấy, thằng này nó có một cái đặc biệt về nó là dây lắc cameo của Đức, bản thân nó là dây Đức. Đấy, nó 5 sợi luôn đây. Ở ngoài này nó có một lớp bọc bạc, nó gọi là bọc dây bạc chống nhiễu này, bọc dây bạc chống nhiễu, xong ở ngoài nữa là một lớp silicon ở ngoài nữa. Đấy, dây này các anh đưa vai về vào cái dàn âm thanh hay cái gì thì đúng bài. Nói chung là cái dây này cũng rất là hiếm này. Đó, dây này dài 3 mét, nó hơn 3 mét đấy thôi. Đấy, em bán là 350.000. Đấy, cái dây này thì hiếm này. Nói chung là dây này các anh tải thoải mái, dây 2.5 này thì tỏa thoải mái nguồn, nhưng không có cái gì, cái dàn âm thanh của anh nó ăn không bao nhiêu hết. Đấy, 350.000 một bộ dây này các anh nhé, dây lắc cabel của Đức. Và đây là trên thiết bị gì của Siemens đây này. Nói chung là mấy thằng lớn là nó chơi với nhau đây. Đấy, em cũng không biết nữa. Mã 14 này, 350k. Tiếp theo lên với anh mã dây điện này. Dây này thì của Nhật, dây Fuji. Dây này là dây 14 à. Dây 14, dây 16 nó giống như cái quận hôm trước ấy. Nhưng mà cái quận hôm trước của em thì đây nhỉ, quận trước 10 mét, quận này là 900.000, quận này 5.2 mét. Đấy, 900k các anh nhé, 900k. Đấy, dây này là dây 14 AVKG, nó phải tương đương với dây 16 của mình đấy. Dây AVKG thì tải nó sẽ lớn hơn. Đó, 4 sợi này, 5.2 mét. Đấy, anh nào mà chế từ nguồn cấp cho cái máy móc gì đấy chấm hết luôn. Dây của Nhật thì các anh biết rồi đấy, vỏ nó dày mà nó mềm xoay luôn, mềm mà nó dai luôn đấy. Cái vỏ này của nó đấy anh nhé, anh cầm dao mà bình thường cắt không đứt đâu, phải dao cực kỳ bén cắt nó mới hết được cái sự kia ấy cao su của nó. Đấy, em đọc thông số cho các anh này. Con này là của cái gì, Hiroboshi gì đây này, à, Mitsubishi. Con này là dây của Mitsubishi. Đó, Mitsubishi đây. Đấy, đồng Nhật thì miễn bàn, còn đầu cốt. Đấy, quần này em bán là 900.000. Mã số 10 đây nhá, 4 sợi dây 16. Nói chung là nó khoảng 14 AVKG đấy, nó khoảng vào cỡ 16 gì đấy, 16 và bằng dây 16 của mình hoặc dây 14 gì đấy. 900k, mã số 10. Đấy, quần này dài 5.2 mét, mã số 10 các anh nhé. Tiếp theo em lên cho mọi người mã 19 đây nhé, dây 6.0 4 lõi bằng mạ Niken. Đó, dây 3 mét, 400k 3 ship, 400k 3 ship quận này đây nhé.
3m. Đấy, lõi là 4 lõi x 6.0. Đấy, mã số 19 đây nhé. Mã số 19. Đấy. Đấy, tiếp theo lên cho các anh hai con trứng sét đây nhé. Trứng sét này dạng SPD nhé, như CB rồi đó. Chứ đây em có bán vài con như này rồi này. Đó, con này thì 40A, con này thì 25A. Đấy, con này là 500K, con này là 800K. Em đều bao ship hết cây. Về nguyên tắc thì canh đấy song song với tải thôi. Ví dụ đây là cái CV tổng của anh ấy, mình nửa cất vào đây, nửa cất vào đây, canh đấy chung vào hai chân này thôi. Đấy, dây này canh nối với tiếp địa, nối nối đất. Là khi ví dụ cái tải ở đây, ví dụ đây, đây, ví dụ như này đi, đây là một cái tải của anh canh đấy ra bình thường, thì chân này canh đấy vào đây, chân nhựa là canh đấy song song vào đây, đấy song song thôi. Cái này canh cho ra dây vàng xanh này là dây tiếp địa này, canh đấy vào tiếp địa. Đó, con này thì nó 25A này, con này thì nó 40A, con này canh lắp tổng nhà được này. Đó, này đang thấy dây người ta đấy ra cũng khá to này. Đó. À, cây lên trên nhé, má 21, 500, má 20, 800. Đó. Đây là cắt lọc xét. Bây giờ cũng nhiều cây quan tâm đến cái này. Đó, em xin sửa chuyển sản phẩm tiếp theo. Em lên cho anh, hôm nay em về được thêm hai con này với anh ạ. Hai bộ đổi nguồn này, đổi nguồn AC các anh nhé. Có nghĩa là con này các anh thường thấy em test em dùng những con này của Đức khản hoi các anh nhé. Gen AB này, con Z Samber gì đây. Con này là đây, cái hãng này các anh nhìn nó quen lắm, cái quạt kiếp nó hay có cái con này này. Đấy, thì điện cấp vào là bên này 220 cấp vào. Điện ra này các anh có thể tùy chỉnh, nó có 5 mức. Đấy, em sẽ view cụ thể ở đây cho các anh nhé. Các anh nhìn cho rõ điện đây này. Mức 1 này là nó khoảng 70V. Xoay chiều các anh thấy điện nó có giống mã này, xoay chiều này. Mức 2 sẽ là điện 100V. Đấy, 100, 117V này. Ở đây em dùng điện 3 pha của nhà em là nó gần 240V, thành ra là qua cái biến áp này nó sẽ tăng lên. Con này sẽ là khoảng 110 gì đấy. Đây 116, 117 này. Các thiết bị điện mà điện 100V các anh dùng điện 110 là bình thường anh. Đấy. Tiếp này, mức 3 này. Đấy, mức 3 là 142V này. Thực tế thì nó khoảng 140 gì đấy. Và cái điện số 5 này là 220V, tí em sẽ bật lên cho các anh. Mức 4 là 170V này. Đấy, mức 5 này. Đấy, 234V này. Đấy, các anh thấy không? Có nghĩa là bộ này nó điều chỉnh được điện áp đây nhé. Điều chỉnh được điện áp. Đấy, vì thường em hay dùng điện 100 rồi điện ấy nhiều lắm. Con này thì 4A. 4 x 2 là bằng khoảng 800W. Đấy, nó sẽ tải được 800W. Thì thích hợp cho các anh thử đồ hay là test đồ hay các anh dùng vào mục đích gì đấy. Đấy, con này của em thì nó chuyển nguồn được. Em có hai con. Tắt đi. Đấy, cái này là đặt trước. Hồi đầu kênh em lập với em có về một lô này mười mấy chiếc. Đấy, hôm nay em có thêm hai chiếc. Con này cực kỳ hiếm đấy các anh ạ. Khá hiếm với lại chuyển nguồn kiểu này mà của Đức. Mở ra nội thất của nó nhìn hay lắm anh. Đặc biệt. Đấy, cái lên cho em mã 22. 1 triệu một con này các anh nhé. Đầu lô trước là em bán 1 triệu 2 với 1 triệu bút đấy. Đấy, con này 1 triệu một con này. Vỏ của nó thì nó cũ như vậy các anh nhé. Hơi bị chày vậy. Biến áp của nó ở trong kinh khủng lắm. Đấy, anh nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Em xin chuyển qua sản phẩm tiếp theo. Được, cái này đi. Em đây các anh cái ổ điện hàn các anh này. Ổ điện hàn 130.000. Đấy. Dây của nó thì nó có dây như này. Đấy. Cái ổ này thì 100.000 này. Đấy, dây nó cắt về thì các anh đấu dây vào đây thôi. Chân này của nó là chân tròn luôn. Đấy, 100K.
Cái này thì có công tắc này luôn thì 130k. Các anh dùng chỗ nào thì các anh bật lên chỗ đấy. Khá là an toàn, cái ổ điện kiểu này khá là an toàn các anh. Đó. Tiếp theo lên các anh chai thơm này 15.000. Đó, bộ dao cắt ống đồng này 160 này. Đó. Cái phích cắm kiểu này là 20.000 một chiếc. Để cắm vào mấy cái ổ cắm vuông như này các anh. Cái ổ cắm vuông này cắm phích tròn được luôn các anh nhé. Cắm phích tròn được. Đấy, các anh chỉ cần mở cái mặt nạ an toàn của nó ra là các anh cắm được. Còn nếu các anh để nguyên như vậy thì bắt buộc các anh phải cắm cái ấy. Đây ví dụ như các em. Hả? Không, ổ tròn đấy khác. Đó. Mấy cái ổ này em đang bán là 160.000 một ổ các anh. Ổ cắm có công tắc. Các anh cắm trên vuông hay cắm trên tròn được hết. Đấy, cái độ thép của nó thì xịn lắm các anh. Naiken, con này hàng Anh nhưng sản xuất ở Malaysia. Made in Malaysia. Các anh nhìn nó còn gần như mới nữa các anh. Có tiếp địa, trong vỏ nó có tiếp địa vỏ sắt. Đấy, 160.000 một chiếc anh. Lưỡi bào này bán là 150.000 một chiếc anh. Lưỡi bào của Boss. Đấy, lưỡi bào này là 82mm. Cho cái máy bào tay này các anh. Các anh có thấy cái máy bào tay này. Máy bào tay 82mm. Hả? Mấy cục chắc. Mũi khoan này là 105.000 này. Mũi khoan Boss này. Mũi khoan phi 25. Mấy cái lưỡi cắt cỏ là 100.000 một bộ không. Lưỡi cắt cỏ cướp. Lưỡi cắt cỏ cướp nhật 100.000 một bộ. Đấy. Em có hai con lọc nguồn Chapman. Đấy, 30 ampe. Lọc này mà dùng cho âm thanh thì nói chung là chấm hết các anh. Trong tất cả các thiết bị đồ âm thanh ấy, đồ Chapman rất nhiều các anh ấy. Thương hiệu Chapman này là thương hiệu của Thụy Sĩ. Nhưng mà sản xuất thì nhà máy của nó đặt tại Trung Quốc này, Made in China. 30 ampe. Đó, em có hai con. Đó, con này chưa có mã. Dây nguồn này 35k một sợi. Kem ma này, dây châu Âu 35k một sợi. Các anh nhìn cái chân cắm của nó xịn xò lắm. Đấy, cái chân này này. Đấy, rắc này là rắc nồi cơm điện đây này. Cái thiết bị gì của các anh nó hay có cái rắc này lắm. Thì rắc này các anh cắm vào cái ổ này là đúng bài của nó. Các anh nhé. Cái rắc chân vuông này cắm vào cái lỗ chân vuông này là đúng bài. Cái lỗ chân vuông này cắm được cả chân tròn hết các anh nhé. 160.000 một bộ, một chiếc như thế này. Các anh dùng thì các anh bật lên, không các anh cắt tắt đi. Đó, một bộ cầu chì này là 45.000. Đó, gồm cả cái đế này luôn. Đó, cầu chì đây. Đó, CB75A này. Chống giật, chống chập, chống quá tải này 500k. Con 60A thì 480.000. Con này của em là 75A. Dòng dò 30mA luôn. Cực kỳ xịn xò các anh. Đó. Bộ công tắc đôi này thì 100.000. Ồ, công tắc này công tắc Anh, Made in UK. Đó. Ồ, con CB này mới về. Con này Made in Germany này. Các anh thấy Made in Germany. Chúng giật này của Đức. 40 ampe. Con này hôm trước bảo ship cho anh nào một con này. À, đổi cho ship cho anh Lê Quyết một con này chưa? Đó. Bà hai con này mỗi một con bao nhiêu tiền? Đồng giá bao nhiêu tiền này là sao? Không, con đấy đổi thêm, con đấy để đổi cho anh Quyết đi. Con đấy là đang thiếu. Tiếp theo em lên cho mọi người còn mấy cái mã CB này. Cái này con này 75A luôn này, chống giật này. Con này Fuji, con này là đi
450.000. 450.000. Đấy. Fuji. Con này 60A này. Con này cũng của Fuji luôn. 400k. Con này 100A này 550 này. Con này TV xanh của Mitsubishi, con này xịn đấy. Đấy, con này 550.000 các anh này. Đấy, con này thì Nitto 400 này, con này 100A này. Đó. Con này 40A anh này, 350.000. Con này 40A luôn, 350.000 luôn. CB chống giật, chống chập. Đấy. Em còn rắc được cái này, Nhật này, 270.000 một bộ như này. Đó. Bộ bánh xe này là chịu tải cực kỳ lớn các anh này. Bộ bánh xe này em bán 700.000 một bộ này. Đấy. Bộ bánh xe này. Con này nó có chỗ bơm dầu luôn. Nó có nơi để bơm dầu để nuôi bộ bộ ổ bi này của nó. Bánh này bánh nhựa. Chịu tải, con này chịu tải khủng khiếp lắm các anh nhé. Có khi nó chịu 5-7 tạ đấy. Đấy, bộ này là 700.000 một bộ. Bộ này nó to lắm. Bộ này ở ngoài đời nó to lắm các anh. Đấy, còn cái bộ nhỏ này thì 250.000 một bộ các anh. Bộ này thì bánh cao su cực kỳ êm. Đấy. Em có thêm mấy cái ổ cắm này các anh này. Cái này là 3 chấu này, 25.000. 25.000 một chiếc này. Đấy. Cái ổ này 90k này các anh này, ổ Pana này. Lỗ 3 chấu. Cái này các anh tháo ra, các anh lấy cái ổ này các anh chế vào cái thùng biến áp cách ly của các anh ngon này. Đấy, cái đẹp này là 3 lỗ, 4 lỗ này là 100k này. Đó. Cái này hơi móp thì 70k này. Đó, cái nút nhấn này em có nút nhấn này 100.000 các anh này. Đồng hồ Von này. 500V này. Yokawa Yokogawa này. Ampe ở đây thì cái ampe nhỏ này. Có ampe nhỏ này. Von này có Von này của Togo Keki. Đấy em bán đồng giá 70. Đó. Cái bình hơi nhôm này em còn một cái bán cho các anh 220.000 các anh này. Bình nhôm 220.000 cái bình nhôm. Đó. Cầu đấu nối này 85.000. Cầu này là đi 60A. Cầu Nhật 60A. Rờ le kiếng này là đi bữa rờ le kiếng là bao tiền con em nhỉ? Rờ le kiếng này Orom quận hút của nó là 220 ấy. À quận hút 224V đấy nhá. Coi 24V DC. Con này em bán cứ một con là 80.000. 80 vừa ấy vừa đế. Đấy coi. Rồi bộ lọc khí. Bộ lọc khí tách nước đây em còn vài bộ đấy này. Bộ không có đồng hồ hiển thị này ấy. Bộ có đồng hồ đầy đủ như này là 450.000. Bộ không có này thì 400. Đấy các anh nhé. Cực kỳ mới. Đấy. Bộ đồng hồ lọc khí tách nước tách dầu này là 450.000 này. Có đồng hồ hiển thị số này. Từ 12V tới 24V. Đấy. Mấy cái lọc nguồn nhỏ nhỏ này em cũng còn nhiều lắm các anh này. Các anh thấy cái lọc này nó mấy tầng lọc này. Các anh nhìn lọc đa tầng này. TKD made in Japan luôn này. Con này lọc nguồn 6A 6A.
một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng. Ui, khá nhiều tầng ạ. Con này lọc xịn này. 6A. À, đấy các anh nhé. Rồi mấy cái đồng hồ đo A này. 65K một chiếc. Lọc nguồn đấy em, còn vài. Tiếp theo em lên cho các anh một cái bộ này anh này. Nó là bộ chân đế. Chân đế của một cái tay robot đấy các anh. Đấy. Nó nặng 6 năm mấy gần 60 kg. Đấy, tay này là nó có giảm chấn ngay này. Cái này thì nó có răng. Các anh muốn tiện mâm tròn, mâm trước gì các anh để lên đây. Này nó giảm sóc. Cái này nó giảm sóc đến mấy tạ cơ. Đấy, có nghĩa là người 6-70 cân nhảy lên nhún là nó chỉ hơi nhún một chút thôi. Đó. Ba cái giảm sóc. Cái này nó họa tiết của nó này. Toàn bộ cái bộ này bằng nhôm. Khung này thì bằng khung thép cái này. Đấy. Cái đường kính ở dưới đấy 30 vuông rồi. Đường kính dưới này vuông 30 các anh nhé. Ti này là ti inox này. Đấy. Tán inox. Đấy. Các anh tháo con này ra. Con này view kỹ kỹ cho các anh xem. Đấy. Con này là như thế này. Các anh bắt một miếng nó bản chất nó có một cái miếng giống vầy nữa. Nó có một cái miếng giống vầy nữa. Không em. Đến đây. Miếng giống vầy. Đấy, các anh khoan lỗ y chang lỗ tròn bằng này thì các anh làm một cái tấm giống y chang vầy này, đặt lên đây. Trên bàn này các anh để ê tô hay để cái gì đấy đều được các anh. Để ê tô, để nói chung là để ê tô hay máy mài, máy cắt gì đấy các anh tùy các anh. Bộ này thì xịn lắm. Bộ này của Nhật. Dạ đó, bộ này của Nhật các anh nhé. Tháo trên máy của Nhật đấy. Nó là cái tay robot. Nó là còn khá mới các anh. Em bán một bộ, nguyên một bộ cả ba tay giảm sóc như này. Cái tay giảm sóc này nguyên cụm này là bằng nhôm các anh nhé. Chỉ có cái chân đế là bằng thép thôi. Đấy. Một bộ này em bán là 2,5 triệu một bộ. Này các anh nhé. Nhưng các anh mua ba cái tay giảm sóc này của nó là cũng giá trị lắm. Cái bộ này nó giá trị ở cái là nó đi kèm với ba bộ giảm sóc. Cái chân đế này các anh mua cũng đã phải triệu cả triệu rồi. Mà làm sao mà có cái chân đế đẹp như vậy được. 2,5 triệu nguyên bộ nặng 60 cân. Đây, tiếp theo em lên cho các anh bộ này các anh nhé. Gối cầu này nó có bi này. Đấy. Nó có hai thanh ấy ở giữa, toàn bộ là cái này nhôm này, cái này nhôm này. Chỉ có cái ổ trục bi này là thép thôi các anh, inox này, không phải thép. Đấy, này anh nhìn nó bập bênh này. Các anh có chế nó vào việc gì được. Nguyên bộ này. Nó nặng 18-19 kg. 18-19 kg các anh. Đó. Con này là nó đi với cái trụ kia kìa anh kìa. Đó. Con này nó đi với cái trụ kia. Các anh nhìn những cái vết hàn nhôm của nước ngoài nó cực kỳ đẳng cấp. Con này em chưa biết nó vào việc gì nhưng mà con này nó có hai cái gối cầu này. Đấy, nó có hai cái gối cầu bạc đạn của nó. Made in Japan hết. Đấy, một bộ vai chân đế cầu như này. Em bán bộ này là đi 1 triệu đồng. Các anh tính ký nhôm là các anh thấy lời. Đấy. Không để, hay để cái này chế bập bênh cho Đình Trọng này. Bập bênh nha. Dạ đấy. 1 triệu đồng một bộ này các anh nhé. Đây em view gần cho các anh xem này.
cái vai này nó dày 2cm các anh nhé. Đấy, bộ ổ này của nó thì trơn tru lắm, nó của tay robot mà. Cái này là vuông 10-10 các anh, vuông 10-10. Mẹ ơi không, vuông 10-10. Mẹ, mẹ. Ừ.